đồng hương Tị nạn Cộng sản cũng như quý chiến hữu. Hàng năm ngày 2 tháng 9, Việt Cộng thường thường theo luật quốc tế được phép treo cờ, nhưng ngày 2 tháng 9 Việt Cộng không dám treo cờ mà phải xin phép tạm thời với một thời gian là ngày hôm nay chúng treo cờ, nhưng chúng rất là run sợ với sự hiện diện của đồng bào tị nạn cộng sản ở tại miền Bắc California, cho nên chúng hôm nay chúng đã không treo, mà ngày hôm qua chúng chỉ có làm một cái cuộc treo cờ với tính cách ơ thờ. Như vậy chúng ta biết rằng về Đảng Cộng sản không thể nào tồn tại được ở trên đất nước Việt Nam, và cái ngày độc lập của chúng là cái ngày cướp chính quyền, cho nên không thể nào tồn tại. Vì thế tất cả đồng bào hải ngoại cũng như đồng bào ở tại quê nhà cùng nhau hiệp lực đạp đổ chế độ cộng sản để giải thể cho chế độ cộng sản không còn ở tại Việt Nam, để cho đồng bào của chúng ta tại Việt Nam được tự do, dân chủ, nhân quyền và độc lập ở tại nước Việt Nam của chúng ta. Xin cảm ơn quý vị. Vâng, cảm ơn anh Mai Khuyên. Và sau đây chúng tôi xin mời bác sĩ Phạm Đức Vượng. Xin mời bác sĩ. Kính thưa quý bậc trưởng thượng, quý niên trưởng, quý huynh trưởng, quý đồng hương tị nạn cộng sản, hôm nay chúng ta đến đây mục đích là chúng ta nói lên chính nghĩa của chúng ta, lá cờ vàng ba sọc đỏ. Và trước đây chúng ta đã thấy cái lá cờ đó đã che cái lá cờ máu của tụi nó. Thực sự ra lá cờ máu này không phải là lá cờ đại diện cho một đất nước, nó chỉ là đại diện cho một đảng, đó là Đảng Cộng sản. Mà lá cờ đó cũng lấy ra từ một cái tình hội của Cộng sản tại Quảng Đông. Chúng ta mới thấy trước cái lá cờ quốc gia Việt Nam Cộng Hòa có từ các thời vua Chúa Nguyễn kéo dài cho đến ngày 30 tháng 4 năm 75, chúng ta ra đi chúng ta vẫn mang theo cái lá cờ quốc gia của chúng ta. Ngày hôm nay như là chúng ta đã nghe trên Hữu Nguyễn Phú đã trình bày, những năm trước đây chúng tôi đều có mặt ở đây và năm nay cũng vậy, với sự tham dự đông đảo của tất cả các quý vị. Quý vị có những vị lớn tuổi đến 90 tuổi và có những người thanh niên trẻ đã cùng anh em chúng tôi nói lên tiếng nói chúng ta chống lá cờ máu và chúng ta bảo vệ lá cờ vàng di sản của người Việt mang ra. Và chúng ta hy vọng lá cờ của Đảng Cộng sản thì dành cho bọn Cộng sản. Và chúng ta cũng thấy trong lịch sử quốc tế, lá cờ đỏ búa liềm của Cộng sản Nga đã bị kéo xuống và hiện nay sau bao nhiêu năm lá cờ của Nga lại trở lại. Và điều đó một ngày không xa, lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta sẽ trở về ngạo nghễ trên thủ đô của đất nước Việt Nam. Chúng tôi xin thay mặt cho ban tổ chức cảm ơn tất cả các quý vị đồng hương, quý chiến hữu và tất cả quý vị đã bỏ công sức và nói lên tấm lòng của chúng ta với lá cờ vàng ba sọc đỏ và sự phản đối của chúng ta, sự có mặt của lá cờ máu tại nơi này. Xin cảm ơn. Và cảm ơn bác sĩ Phạm Đức Vượng. Đã đạo Cộng sản, đã đạo lá cờ máu, đã đạo Cộng sản, đã đạo lá cờ máu Cộng sản, đã đạo is communist Việt Nam, đạo is communist Việt Nam, đạo is communist Việt Nam, đạo. Và sau đây chúng tôi xin mời chị Ngọc Bích đại diện hội người Việt cao niên vùng vịnh kính thưa tất cả các quý vị đồng hương Việt Nam tại California. Tôi là Ngọc Bích, năm nay mới có 87 tuổi thôi. Yeah! Thì cha tôi là người bị Cộng sản giết, đâm sấp mặt xuống và chết tại Vĩnh Yên, là
nơi mà cộng sản khởi đầu, gọi là cách mạng mùa thu của chúng nó. Khi nào kẻ nào giết cha mình không bao giờ là bạn của mình được cả, và kẻ đó là kẻ thù của tôi. Và không những tôi là một người Việt Nam, cộng sản là kẻ thù của người Việt Nam. Xin kính cảm ơn tất cả các quý vị. Việt Nam chúng ta hiện diện tại nơi đây, và chúng ta chứng tỏ rằng cho đến giờ phút này, cộng sản chưa tiêu diệt, chúng ta vẫn chống đối và vẫn phải giữ tinh thần tiêu diệt cộng sản. Kính cảm ơn quý vị. Đá đạo cộng sản, ở đâu? Đá đạo ra cầm máu cộng sản, ở đâu? Người Việt quốc gia hải ngoại không chấp nhận lá cầm máu. Đá đạo cộng sản, ở đâu? Và cảm ơn quý vị. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu Chính phủ Hoàng Thái Dân, đại diện cho Đảng Việt Tân, sẽ có lời phát biểu sau đây. Mời Chính phủ Hoàng Thái Dân. Anh Hùng Lưu Thiện chuẩn bị nhé. Xin được kính cảm ơn tất cả quý cô, quý bác, quý sinh hữu, quý thân hữu. Chúng ta có mặt ngày hôm nay ở đây để chúng ta thực hiện một cái ý nguyện mà rất nhiều đồng bào của chúng ta không có thể làm được, tức là công khai chống lại lá cờ máu trong cái tuần lễ của chúng nó. Lá cờ của Việt Cộng không phải là lá cờ chính thức của dân tộc. Ngày quốc khánh của Việt Cộng không phải là ngày vui của toàn nước. Đó là một cuộc cướp chính quyền bằng bạo lực, và chúng ta không bao giờ tha thứ cho cái hành động hết sức là vô lương tâm và thiếu trách nhiệm đến như vậy. Chúng tôi xin được cảm ơn ban tổ chức hôm nay đã cho phép chúng ta nhìn được một cái thực tế, đó là lá cờ máu không có nằm trên cái cửa sổ mà hướng mà chúng tôi đang nhìn như mọi năm. Đó là một thành công hết sức là lớn lao cho cái thành trì chống cộng của chúng ta tại hải ngoại. Trong ngày hôm nay, xin tất cả quý đồng hương cũng hướng về những anh chị em tù nhân đang bị Việt Cộng giam hãm lên tới con số gần 400 người ở trong nước. Chúng ta tiếp tục đấu tranh cho họ. Điển hình nhất là chị Phạm Đoan Trang. Chị mới qua cái tòa phúc thẩm và y án 9 năm. Chị là người xứng đáng nhất để được hưởng cái giải nhân quyền, và là một chiến sĩ đấu tranh gương mẫu cho tất cả chúng ta. Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn các chiến hữu trong ban tổ chức cho phép chúng tôi được lên đây để phát biểu đôi lời. Mong rằng chúng ta duy trì cái không khí đấu tranh nghiêm chỉnh và quyết liệt như thế này. Sẽ có một ngày Đảng Cộng sản Hà Nội sẽ bị gạt ra ngoài lề của lịch sử, và chính nghĩa quốc gia sẽ sáng ngời trở lại với dân tộc. Xin cảm ơn tất cả quý đồng hương, quý anh chị em, quý thân hữu và quý chiến hữu. Đá đảo cộng sản, đá đảo cộng sản, đá đảo cộng sản. Này, thưa quý vị, trước hết cho tôi xin nói rõ một điều để tránh một vài cái sự hiểu lầm. Thứ nhất là cái việc mà thành phố San Francisco họ treo cái cờ Việt Cộng vào ngày 2 tháng 9 hàng năm không phải là họ ưu ái gì cho Việt Cộng, mà đó là một cái gọi là một cái quy luật về ngoại giao mà dành cho tất cả các quốc gia nào đặt tòa tổng lãnh sự ở San Francisco hàng năm tới cái ngày quốc khánh hay là cái ngày nguyên thủ họ phải đây mà họ xin phép, thì thành phố có thể treo cái lá cờ đó lên. Thì tôi về cách đây 3 ngày là ngày quốc khánh của Ukraine, chúng tôi đi qua đây và có chụp tấm hình là lá cờ Ukraine được treo ở đây. Thì ở dưới này đó là có nhiều người Ukraine, người ta mừng lắm, người ta đứng ta vẫy cờ. Người Ukraine đi ngang qua đó, người ta bấm còi, người ta vui lắm. Các quốc gia khác cũng vậy. Cái ngày mà gọi là ngày quốc khánh của Mỹ cũng vậy, cờ ấn nổi người ta vui. Chỉ có quốc khánh của Việt Cộng treo cờ lên là bà con chúng ta người Việt Nam phản đối ầm ĩ rất là nhục nhã. Chỉ có Việt Cộng mà thôi thưa quý vị. Rất là nhục nhã. Vì vậy cho nên Việt Cộng tìm cách để mà tránh né khi đối đầu với tập thể Tiền Đoàn Cộng sản của chúng ta. Quý vị nhớ những cái năm đầu tiên cách đây vào khoảng 10 năm khi mà Việt Cộng treo cờ đó, là cái việc gì xảy ra? Thứ nhất, nó mời được những viên chức cao cấp, thị trưởng, thượng nghị sĩ, dân biểu, bộ ngoại giao tới tham dự rất đông đảo.
Sau đó chúng ta biết được là chúng ta bên trên đó là mỗi lần như vậy đó là nó mở xuống bánh ăn mừng. Một hai lần đầu nó làm được, lần sau là bên trên ăn mừng, thì dưới này là chúng ta phóng loa lên chửi bới không còn cái gì cả. Cho nên nó rất là nhục nhã, làm sao mà mở tiệc ăn mừng khi mà bà con với chúng ta là lên cái tòa án nó được. Cho nên nó phải cứ trốn tránh hoài. Và cách đây tuần trước là anh Phú gọi cho tôi, anh Phú nói anh Thiện ơi, anh Phú là đã bị thai về cho gia rồi. Tôi biết vì này là vì cảm nó trơ ngày, nó treo cờ ngày 30 tháng 8, nó không dám treo cờ ngày 2 tháng 9. Thì tôi sẽ về đây ngày 29 đến ngày 30 tháng 8, tôi có mặt với đồng bào vạch mặt nó phản đối nó, đó là người phụ nói. Thế thì biết, nó tưởng đâu là nó đổ qua ngày 30 tháng 8 là chúng ta không biết, nhưng chúng ta biết và chúng ta lên kế hoạch. Nó sợ quá nó là đổ qua ngày hôm qua, mà ngày hôm qua không dám treo buổi sáng, có bị treo buổi chiều, rất là nhục nhã. Cái là nó đổi ngày đổi giờ, chưa có cái quốc gia nào mà nhục nhã như vậy. Phải vì danh dự gì mà treo cờ mà khổ sở như thế, thưa vị, có danh dự hay không? Quá nhục nhã. Hôm nay chúng ta không thấy lá cờ máu ở đó, về lá cờ đây này, lá cờ máu ở đây nè, chúng ta đâu có muốn thấy lá cờ máu đó đây, muốn thấy lá cờ máu ngay đây. Thưa vị, đó là một thắng lợi của chúng ta. Xin cảm ơn. Nó tưởng đâu ngày hôm nay chúng ta không dám biểu tình, chúng ta chán không biểu tình vì nó đổi cờ, nhưng có trong nam cờ máu ngay đây rồi. Xin cảm ơn các vị. Xin cảm ơn. Đại đạo cộng sản, đại đạo cộng sản, đại đạo lá cờ máu. Cảm ơn bác chiến hữu Huỳnh Lương Thiện rất nhiều. Và kính thưa quý vị, chúng ta cũng cần có tiếng nói bằng Anh ngữ. Và chúng tôi thân mời tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng nói một vài lời về Anh ngữ để cho các cư dân ở đây hiểu biết như thế nào đối với cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Mời tiến sĩ Dũng. Good morning, ladies and gentlemen. We Vietnamese community in Northern California, we come here to show for in the world people understand we Vietnamese community in Northern California never forget September 2nd, 1945 because Vietnamese community the ropes, the vision of the government's people. So today, again, we come here to say to Vietnamese community in the country, Vietnam, we will never forget the September 2nd, because you are so same. The blast of the communists not represents of the Vietnam in the world or in the country. So today, again, we come here to say for everyone and the Vietnamese in the overseas, we know we are the freedom, we are fight for democracy. And always, when the communist in Vietnam still over there, we still come here to say the fighting challenger for Vietnamese, and we hope Vietnam will be the freedom and democracy in country. Thank you very much. Thank you very much. Now we communists. Now we communists. Now we communists. Thank you very much. Hello, mến chào tất cả quý vị anh chị em. Công ty của mình đang làm là My Realty Alone. Rồi cái số điện thoại là 925 978 4078. Cái email là vimxmy@gmail.com. Công ty của mình là đảm trách tất cả những dịch vụ cho vay. Ví dụ như là mua nhà để ở hoặc tái tài trợ, nếu mà tiền lời cao thì làm lại để tiền lời thấp, mua nhà đầu tư tái tài trợ để lấy tiền ra để đầu tư thêm, mua nhà thêm hoặc là bất động sản thêm, mua và tái tài trợ để lấy tiền ra để đầu tư hầu hết các cơ sở và thương mại, thí dụ như commercial bất động sản, lấy tiền ra và tái tài trợ lại. Công ty của mình đó là chuyên môn để đảm trách những hồ sơ mà đi vay á, mà đã bị những cái hồ sơ đó đã bị những cái công ty khác đã bị từ chối khó vay, hoặc bất cứ những người không có điểm tín dụng, hoặc là cái điểm tín dụng không được tốt, hoặc là phá sản. Mình là chuyên môn đảm trách về vấn đề đó.
và đặc biệt là cơ sở thương mại và đầu tư về SPA và tiểu thương. Mình có đảm trách về cái cơ sở thương mại và tiểu thương là SBA, Small Business Administration của chính phủ tài trợ. Cái đó thì down thì khoảng là 10-15%, rất là thấp. Công ty phục vụ toàn nước Mỹ mà là một số quốc gia khác ngoài nước Mỹ, đặc biệt là hầu hết trong 50 tiểu bang của nước Mỹ là công ty mình phục vụ được. Công ty mình đặc biệt là chỉ nhận lệ phí sau khi hoàn tất hồ sơ, quý vị không còn phải trả một cái gì lệ phí cho cái công ty trước khi mà quý vị quyết định lấy cái loan hay không. Dù cái loan đã làm xong mà quý vị có thể thay đổi ý kiến không lấy thì quý vị cũng không có tốn một chi phí nào, tất cả cái hồ sơ của công ty mình phục vụ cho quý vị. Vấn đề về địa ốc thương mại thì quý vị, công ty của mình cũng có chuyên buôn bán về địa ốc nhà ở chung cư cơ sở thương mại toàn địa bang California. Đó là công ty mình đảm trách mua bán tất cả những dịch vụ cho khách hàng. Công ty của mình đều giữ quyền riêng tư kín đáo cho tất cả khách hàng, không có lọt ra những cái thông tin mà khách hàng đã giao cho công ty mình, tin tưởng đã giao cho công ty mình. Đặc biệt là sẽ nhận những cái hồ sơ mà nhiều nơi đã từ chối đó thì mình có thể làm được. Ví dụ như là những người mà không may bị phá sản, hoặc là bị nhà kéo, hoặc là không có tiền tín dụng, hoặc là không có income đầy đủ tốt, thì mình cũng có làm nhiều loại loan khác nhau cho mỗi cái hồ sơ, cho mỗi cá nhân. Dạ, cảm ơn tất cả quý vị anh chị em lắng nghe.